Kính thưa quý vị và các bạn, đây là lễ tang của em Lê Xuân Trang. Em Lê Xuân Trang sinh năm 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù em đã được gia đình tận tình chăm sóc và các y bác sĩ cũng đã hết lòng cứu chữa. Nhưng vì căn bệnh của em quá hiểm nghèo, em đã không qua khỏi. Từ dã Dương Trần vào hồi 5 giờ 10 phút ngày 7 tháng 7 năm 2020, tức là ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý, em ra đi hưởng dương thế 22 tuổi đời. Sự ra đi của em là một nỗi mất mát quá to lớn đối với gia đình mà không có gì có thể bù đắp được. Thật là xót xa đau đớn khi giờ phút này đây, người bà đã tuổi xế chiều nhưng lại đành phải ngậm ngùi tiễn biệt người cháu đầu còn quá xanh. Chứng kiến giây phút này thì ai mà chẳng xót, ai mà chẳng thương. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để cho ngày hôm nay tất cả mọi người tề tựu về đây nhìn thấy em, thương em quá nhiều, nhưng cũng không biết phải làm sao để có thể cứu được em trở về nữa rồi. Những giọt nước mắt rơi, rồi những tiếng gọi con gọi cháu, nghe sao mà đau lòng đến thế. Thưa quý vị và các bạn, đời người thì như chiếc lá mà thôi. Hôm qua thì còn thật rạng ngời đẹp tươi, hôm nay thì lá đã xa rời. Một cơn bão tố, cuộc đời lá tan, kiếp nhân sinh nắm bẽ bàng, người đi để lại bàng hoàng cho ai. Niềm vui như gió thoảng bay vèo, trôi theo những ngày tháng, buồn thật thắt hiu. Em Lê Xuân Trang yêu mến của chúng ta không còn nữa. Em đã nối gót tiền nhân trở về với cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình, thân tộc và hàng xóm láng giềng nỗi tiếc thương vô hạn. Em ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, bắt đầu cho một cuộc lữ hành như một cánh bồng rũ áo bụi trần, quyện vào gió, nương theo mây, đi vào chốn hư không, về với miền cực lạc. Giây phút này là tất cả mọi người đang làm các thủ tục khâm liệm cho em Lê Xuân Trang, để rồi mọi người tổ chức tang lễ cho em và sau đó đưa em về nơi yên nghỉ cuối cùng trong nỗi niềm xót xa thương tiếc. Thế là kể từ giờ phút tiễn biệt, em đã bỏ lại tất cả mọi người, những người thân yêu trong gia đình, trong họ tộc. Em bỏ lại quê hương, nơi em mở mắt chào đời và nơi đã nuôi em khôn lớn. Với biết bao kỷ niệm đáng quý, em đã bỏ lại tất cả những tâm tư, tình cảm và tất cả những gì mà em đã cố gắng bỏ biết bao công sức trong những tháng ngày em còn sống ở trên dương thế. Trong suốt cả cuộc đời 22 mùa xuân của em thì em luôn sống trung thực, giản dị, khiêm nhường, nên được mọi người yêu mến và quý trọng. Với hàng xóm thì em luôn giữ mối quan hệ thân thiết, chân tình, và với bà con thân tộc thì em hết lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo các em, các cháu biết đạo lý làm người. Vậy mà ngày hôm nay thì ai có thể ngờ được, một cô gái trẻ và xinh đẹp thì lại đành phải ra đi mãi mãi không có ngày quay trở về. Với bao nhiêu ước mơ, hoài bão và bao nhiêu điều còn dang dở em chưa thực hiện được, nhưng cho đến ngày hôm nay thì em không còn được ở trên trần gian để rồi làm nốt những mơ ước và chăm lo cho bố mẹ như những ngày em còn sống ở trên đời nữa rồi.
Nay toàn thể mọi người đã tề tựu về đây, những người bạn của em đến thắp cho em nén hương, nhìn thấy mà xót xa lệ rơi, không thể nào cầm nổi nước mắt. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới toàn thể tang quyến và nguyện cầu cho vong linh hương hồn của em Lê Xuân Trang, em về nơi xứ vàng, hồn em sớm được siêu thoát thanh nhàn nơi cõi Phật. Linh thiêng thì em phù hộ độ trì cho gia đình của em và tất cả mọi người trên đời có một cuộc sống luôn mạnh khỏe và bình an. Thưa toàn thể các quý vị và các bạn, quý vị theo dõi video thì cũng hãy để lại những bình luận để chia sẻ nỗi đau mất mát vô cùng to lớn cùng với gia đình của em Lê Xuân Trang. Và quý vị hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ kênh của Xuân Còi Vlog chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo của tang lễ em Lê Xuân Trang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.